gửi lời chào của em An đến tất cả anh chị quý hàng thân yêu. Chào mừng tất cả anh chị đã đến với kênh YouTube An Ô Tô Cũ Bình Dương của em Hoàng An. Thời tiết tại Dĩ An ngay lúc này quá nắng luôn, bây giờ cũng 4 giờ rồi, 4 giờ chiều ngày 19 tháng 3. Và em An chúc tất cả anh chị có những phút giây thật thoải mái, thật vui vẻ khi xem video qua kênh YouTube của em An. Và mời anh chị đi vào bên trong à, và trong đây mát mẻ hơn một chút. Em Hoàng An sẽ giới thiệu đến anh chị ngày hôm nay thì thứ 6 em sẽ giới thiệu đến anh chị tất cả những mẫu xe mới nhất vừa có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương để phục vụ anh chị. Những mẫu xe mới nhất thôi chị nhá. Và ngày mai thì em sẽ sắp xếp gian báo giá tổng quan tất cả các mẫu xe, rất nhiều các mẫu xe và cũng rất nhiều các mẫu xe đã nhận cọc rồi. Đó. Và anh chị có nhu cầu mua xe, bán xe thì alo cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương số 1968 ngã ba Hồng Xã. Thì đây anh chị có thể quan sát, đây là ngã ba Hồng Xã anh chị nhá. Nằm trên trục đường DT743B, một đường đi về 550, một đường đi về hướng khu công nghiệp Sóng Thần. Và ngay sau lưng đây, ngay sau đây đây là một đường đi về hướng ngã tư Bình Thung anh chị nhá, rất là dễ kiếm thôi. Thì anh chị có thể kết bạn Zalo em An sẽ gửi vị trí video, vị trí Google Maps cho anh chị để anh chị đi theo, rất là dễ dàng thôi. Một chiếc Kia Cerato ngày hôm qua thì em cũng lướt sơ qua thôi, 11.000 km số tự động bản Deluxe, 11.000 km. Và chiếc xe này được chủ xe vào quá nhiều đồ chơi từ mặt ga lăng đó, mặt ga lăng, bộ tem, đặc biệt là camera 360 quanh xe, màn hình Android rất là lớn rồi. Và chiếc xe này cũng dán phim, nói chung là vào full đồ chơi cho anh chị, vào rất nhiều tiền đồ chơi. 11.000 chuẩn, 578 triệu một mẫu xe phân khúc C của Kia. Hiện tại Kia bên em về rất là nhiều mẫu anh chị nhá, từ form cũ đến form mới. Đây là form mới 2020, 11.000 km thì không có gì để bàn rồi, mới tinh anh chị ạ. Thơm mùi xe mới đó, thơm mùi xe mới. 578 triệu còn thương lượng cho anh chị lên xem xe đó. Và tất cả xe em nói rồi, em còn bao chuẩn chất cho anh chị, bao check test thoải mái cho anh chị đó. Vì vậy mà anh chị cứ lên xem xe trực tiếp. Và chiếc xe này thì hiện tại thì em Hoàng An đã có một video chi tiết rồi, trưa nay em đã up lên kênh rồi. Vì vậy mà anh chị cần thì có thể vào trực tiếp kênh của em. Chiếc Mazda kia thì vẫn còn anh chị nhé, cũng đã có video chi tiết rồi, 215, 488 triệu số tự động sedan. Chiếc Kia Cerato này 2016 đăng ký 2017 bản full option. Bản này là full option máy 1.6 tự động đó, tự động bản full 1.6 thì có cửa sổ trời, có nhớ ghế, màn hình cam lùi đầy đủ hết rồi, điều hòa hai vùng, cảm biến trước sau rất là đầy đủ. Và giá bán hiện tại cho mẫu xe đi ít nhất 47.000 đang là 510 triệu. À, 510 triệu. Hỗ trợ ngân hàng cho anh chị có hộ khẩu tại Bình Dương, Đồng Nai hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Và em cũng đính chính lại là tất cả những chiếc xe mà sản xuất 2016 trở về trước, 14, 15, 16 sẽ hỗ trợ ngân hàng cho 3 tỉnh thôi. Còn những chiếc xe đời 2017, 2018, 2020 thì sẽ hỗ trợ cho anh chị toàn quốc. Toàn quốc ở đây nghĩa là anh chị đang có hộ khẩu ở các tỉnh nhưng đang sinh sống làm việc tại Bình Dương, Đồng Nai hoặc Thành phố Hồ Chí Minh thì bên em làm được. Ok. Đó. Một chiếc Civic Turbo, bản Turbo nhá. Thì em sẽ sắp thời gian, có thể lát nữa thôi, chiều tối em sẽ sắp thời gian quay bên ngoài một chiếc siêu xe. Một mẫu xe hạng C quá thể thao, cá tính luôn, và chủ xe vào cũng khá đồ chơi. Giá bán hiện tại cho mẫu xe đang là 735 triệu, một chiếc xe cực kỳ đẹp, Euro 30.000, siêu mới, siêu thể thao đúng không ạ? Bản Turbo là bản cao cấp nhất, Turbo máy 1.5 thôi. Và đây là bản nhập, bản nhập anh chị nhá. Đó. 2018 máy 1.5 Turbo anh chị nhá. Giá bán hiện tại cho mẫu xe đang là 735 triệu, 735 triệu. Đó. Ok. Có vài mẫu mới về đây. Một chiếc i10 đây, i10 bản tiêu chuẩn 2019. Chiếc xe mới chạy có 28.000 km thôi, mang biển số Bạc Liêu. Và chiếc xe này bản tiêu chuẩn thì sẽ là mâm sắt, nhưng mà đây em An vừa đặt 4 cái mâm, mâm đúc luôn. Đấy, 4 mâm đây. Vừa về đây, em sẽ lắp mới cho anh chị luôn. Đó, đây. 4 cái mâm rất là đẹp này, anh chị này. Đặt 4 mâm đúc cho anh chị luôn. Và giá bán hiện tại cho mẫu xe đang là 295 triệu thôi. Ngân hàng vẫn hỗ trợ cho anh chị khoảng 170, 150 đến 170 triệu, 180 cũng được ha. Bản tiêu chuẩn sedan 2.2. Đó, xe rất là mới, có màn hình rồi, cam lùi rồi. Và cái bộ ghế lỉ zin này theo xe này.
vẫn còn ghế lì zin theo xe và rất là đẹp luôn. Đó, còn cái lì còn quá đẹp luôn. Sedan hai đầu anh nhá. Xe cũng vào đầy đủ đồ chơi như là màn hình cam lùi, chén cửa, tay chén cửa, vè mưa, dán thêm cách nhiệt hết xe rồi. Đấy, và đặc biệt là bên em sẽ vào cho chị một bộ mâm. Đấy, siêu mới đúng không ạ? Đấy, bộ ghế lì zin còn theo xe này, cực kỳ đẹp luôn. Chủ xe cũng đã vào trần cho anh chị rồi, trần 6D này. Và một cái trần 6D cho anh chị luôn. Đó, ok. 295 triệu cho chiếc 219 bản tiêu chuẩn. Sẽ được vào mâm đúc, cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đấy, máy móc cũng còn rất là mới. Đó, mới tinh. 219 anh chị nhá. Ok chưa ạ? Một chiếc City. City hiện tại bên em đang có 3 chiếc và 2 chiếc biển thành phố, một chiếc màu xanh này, màu trắng đằng sau cũng là biển thành phố và đều là model mới. Chiếc này là 2018. Đó, đây. Máy 1.5. Mới nhất vừa về đây, 495 triệu. Một mẫu xe phân khúc ạ, B của Honda. Đó, em sẽ chạy tới một chút nha cho chị coi. 2000 đây chị qua bên ghế phụ em coi coi. Đó. Xe đang chạy 42.000. Đó, 42.000. 42.000 anh chị nhé. Và xe đang chạy 42.000 km. Đây, chạy tới một chút ha. Cho chị coi tí, coi đằng sau nữa. 495 triệu và ngân hàng có thể hỗ trợ cho anh chị khoảng 300 triệu 2018. Đây là bản thường, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Một lợi thế rất là lớn với những anh chị nào có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh. Em qua bên kia đi, mở cho anh chị coi bên trong. Đây, chủ xe đã vào cho anh chị ghế da này. Ghế da xịn luôn á, hai màu đỏ đen. Dưới là lót sàn 6D rồi. Đó, 42.000, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh anh chị nhá. Đấy, chuẩn đồng hồ luôn, chuẩn đồng hồ luôn. Và xe cho anh chị coi cái biển số nhé. Tại vì bên em tháo ra để đánh bóng rồi dọn, vì vậy mà anh chị không nhìn thấy biển số. Chứ biển số thì em luôn công khai, không có giấu giếm gì cả. Đó, vào cũng rất nhiều đồ chơi nhé. 495 triệu cho mẫu xe này. 2018 bản CVT. Đó, mới tinh nhé. 2018 CVT. Đây cũng được vào khá khá, như là lipo dưới này. Đấy, biển số 02257. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, 42.000. Sơ cua gần như là chưa lăn. Sơ cua chưa lăn anh chị nhá. Đó. Xe này mới về, mới đánh bóng rửa dọn xong, xe thì bao lỗi tuyệt đối cho anh chị rồi. Đây, mẫu xe phân khúc hạng B có thể nói là tiết kiệm nhiên liệu và rất là rộng rãi. Ok. Một chiếc form mới nữa. Và đây là 2017 model mới, cũng là bản CVT. Và chiếc xe này hiện tại có giá mềm hơn một chút, chỉ 465 triệu thôi. Đó, 465 triệu cho chiếc Honda City 2017 màu trắng, biển số thành phố. Form mới cũng khá là đẹp đây. Để anh chạy tới một chút cho anh chị nhìn đằng sau nữa ha. À, 2017 model mới, một chủ từ đầu anh chị nhá, một chủ mua mới từ đầu luôn. Chưa sang tên đổi biển và được cái lợi thế cũng rất lớn về biển số. Xe này chạy 50.000 rồi. Đó. Khoang hành lý cũng rất rộng, cam lùi cảm biến đầy đủ hết rồi. Và bản này cũng có đầy đủ những cái tính năng an toàn như cân bằng điện tử, khả năng ngang dốc cũng đầy đủ hết. Đây đây em. 2017 nhá. Model mới nhá. Ok nha anh. 2017 anh chị nhá. Rất là sâu và rộng này, tha hồ cho anh chị luôn. Đây, đầy đủ hết và đây là biển số nhé. Em cũng không bao giờ giấu giếm gì đâu. 46170, một chủ từ đầu. Tại vì do bên em đánh bóng á, rửa dọn nên là sẽ tháo ra cho sạch sẽ ha. 2017 model mới. 465 triệu cũng ghế da rồi, đã vào ghế da cho anh chị rồi. Đó, màn hình đầy đủ hết, lấy số vô lăng, khóa đều thông minh. Đó, khá là đầy đủ rồi. Đấy, rất đầy đủ nha anh chị nhá. Đấy, may lạnh rất là sâu này. Đây cũng vô lăng tích hợp, cruise control đầy đủ này. Hộp số ở đây thì là hộp số vô cấp rồi. Đó, trên trần ni lông theo xe. Đó. Nói chung là ngồi vào một chiếc Honda City nó quá là rộng rãi anh chị ạ, không có gì cả. Nó rất rộng. Rất rộng và thoải mái luôn. 465 triệu nha anh chị nhá, và ngân hàng vẫn có thể hỗ trợ 280 triệu. Đó. Đây hàng ghế sau đây.
Anh chị có thể thấy em An đang ngồi và nó rất là rộng rãi và thoải mái đúng không ạ? Quá là thoải mái luôn. Hốc gió điều hòa ghế sau đầy đủ này. Ghế da vào cho anh chị rồi. Màn hình cam lùi thì theo xe. Ok. Một chiếc Xpander tự động thì hôm trước em cũng giới thiệu sơ qua rồi. Một mẫu MBV 7 chỗ ngồi, số tự động và 219. Xe này chủ xe mới chạy có 7.000 cây số thôi. Thực sự rất là mới, mang biển số Đồng Nai. Và vào full đồ chơi cho anh chị nhá. Từ những ốp gương này, tay chén chén cửa này, lẹp kính này, vè mưa, phim cách nhiệt, khá là đầy đủ rồi. 7.000 km 219 và đây là bản nhập anh chị nhá. Bản nhập 7.000. Đó, ghế lỉ zin. Ghế lỉ zin. Ốp bậc lên xuống đầy đủ hết cho anh chị rồi. Em xin phép nghe điện thoại một chút. Alo. Dạ. Vâng, đúng rồi chị. À, mình xin lỗi, mình đang có việc nhá, mình đang họp. Mình xin lỗi. Có gì điện lại sau nhé bạn. Xin lỗi anh chị nhé. Thì 2019 và đây bản nhập Indo. Giá bán hiện tại cho mẫu xe này đang là 588 triệu và ngân hàng có thể hỗ trợ cho anh chị khoảng 350 đến 370 triệu. Ok, mấy chị theo chân em An xuống đây. Một chiếc Innova 2017 này. 2017 màu vàng ánh kim. Vàng ánh kim anh chị nhá, mang biển số Bình Dương. 2017, hai chiếc Innova form mới luôn. Và chiếc xe này thì hiện tại bên em đang liêm yết với mức giá là 555 triệu cho chiếc Innova 2017 này. Màu vàng ánh kim. Đó. 2017. 555 triệu. Xe đã được vào ghế da. Ghế da cho anh chị rồi. Ghế da này thì em sẽ thay lại, cái má này nó hơi xấu một chút. Đó. 2017, 555 triệu. Ngân hàng vẫn hỗ trợ khoảng hơn 300 anh chị nhé. Ok, rất là đẹp rồi. Đó, những mẫu xe này thì mới, tất cả là đều mới về hết nên là em chưa có quay chi tiết được, cũng chưa có hình. Đó, anh chị nào tham quan tâm thì có thể alo cho em An hoặc em sẽ sắp ra để quay chi tiết sau. Màu vàng ánh kim cũng khá là đẹp luôn. Đây, một chiếc xe có cái màu cực kỳ là đẹp, cực kỳ đẹp. Và đây là chiếc Tucson 2015 và đăng ký 2016 2.0 và đây là bản nhập, nhập Hàn Quốc nguyên con anh chị, bản 2.0. Và chiếc xe này rất đẹp, rất đẹp. Bản này bản full luôn anh chị nhá, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đó, đây là bản nhập. Bản nhập rất là hiếm luôn, hai ghế điện này. Và vào màn hình Android rất là lớn luôn. Bản này bản nhập 2.0 và cái màu rất là lạ, cực kỳ lạ. Chạy thì khỏi bàn rồi anh chị ạ. Hai ghế điện anh chị nhá. Giờ đèn đầy đủ hết này. Đấy, trên là cửa sổ trời toàn cảnh này. Đó, rất là đẹp nhá. Vào rất nhiều đồ chơi đây. Một cái màn hình lớn này. Đây. Màn hình lớn này, đặt lên cho anh chị coi ha. Đây, cửa sổ trời toàn cảnh nha. Đấy, không gian tại siêu thị nó hơi chật một chút này. Đó. Đây, một cái màn hình này. Màn hình lớn này. Ở đây, đằng sau cho vào anh chị cho hàng ghế sau luôn. Đây, mẫu crossover 5 chỗ khá là ok, điều hòa hai vùng cho anh chị này. Đó. Rất là rộng nhá. Đấy, nội thất tông màu be. Và rõ ràng ở một chiếc xe 5 chỗ crossover này thì rõ ràng là rất là thoải mái. Rồi. 55.000 anh chị nhá, 55.000 cho chiếc xe này và option full. Đây là bản full. Thắng tay điện tử luôn anh chị nhá. Đó, bản full, màn hình này. Đấy. Màn hình này chủ xe vào thôi chứ nguyên bản không có màn hình lớn này anh chị nhá. Đấy, điều hòa hai vùng, lọc không khí luôn. Đó, bản full mà. Đó. Và giá bán thì hiện tại đang là 695 triệu cho mẫu xe này. 2015 và đăng ký 2016, bản nhập. Cực kỳ đẹp. 695 triệu. Đang chạy 55.000 anh nhé. Ok, rất là mới rồi. Đây, xuống khu vực dưới đây còn vài mẫu xe nữa để gửi đến anh chị. Đây đây. Một chiếc tự động này. Đấy anh Quang à. Một chiếc Innova 215 này anh chị. Một chiếc Innova 215. 25 màu bạc. Đang rửa dọn đây, đang đánh bóng và làm đẹp. Đó, đang đánh bóng nha anh chị nha. Xe này thì đang đeo biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đó, lợi thế rất là lớn cho anh chị có hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh.
thì đang đánh bóng, vì vậy mà em sẽ không giới thiệu chi tiết. Đó, mẫu xe này đang chào bán mức giá là rất là mềm luôn, 438 triệu cho chiếc Innova 2015 này. 438 triệu chị nhá, 438 triệu. Đây, ghế lỉ zin, à, tất cả đầy đủ, 2015, 438 triệu. Một chiếc Elantra này. Em ơi, em dừng lại. Một chiếc Elantra 2016 tự động GLS nha chị nhá, 1.6. Và chiếc xe này hiện tại đang là 505 triệu. Đang được anh em đưa lên cầu để rửa ha. Cái máy nó rất là ồn khi mà quay nên là bắt buộc phải tắt đi để nghe. Không, anh chị nghe nó rất là ồn, khó chịu lắm. Mẫu xe phân khúc hạng C cũng rất là đẹp luôn. Đấy, duy nhất một chiếc Elantra bên em nhá, 2016. Nói chung là lên cầu này anh cho chị coi gầm thoải mái luôn. Đang chưa có rửa nhưng mà gầm bệ thì bao tuyệt đối với đề mục mọt rồi. Đó. Lipo đầy đủ 505 anh chị nhá, vẫn hỗ trợ ngân hàng. Một chiếc City Top này. City Top 2017 ấy. Màu đỏ đô cũng khá là lạ, mang biển số An Giang. Và xe này thì bản Top này thì đây, bánh mầm quá mới luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Vỏ theo xe nhá. Ghế da theo xe này. Chủ xe vào màn hình Android lớn rồi. Xe này thì đang chờ đánh bóng nên vì nó hơi dơ. Đấy, điều hòa auto chị nhá. Bản này thì có điều hòa auto. Giá bán hiện tại cho mẫu xe đang là 488 triệu. Bản Top thì mắc hơn một chút, tại vì là bản Top thì có điều hòa tự động cũng như là ghế da theo xe, túi khí an toàn hơn, 4 túi khí cơ. Đó. Ok. Một chiếc cuối cùng này, một chiếc i10 tự động 2018. 2018 sedan. Sedan, và xe này thì đang chờ rửa dọn đây. Đấy. Tất cả đang chờ rửa dọn nên là sẽ dơ nhá. Dơ một chút nên là anh chị chịu khó quan sát. Tất cả xe thì nó mới về nên là sẽ rất là dơ. Nhưng mà em thì luôn quay làm sao mà khi mà chiếc xe vừa về là em quay rồi để cho chị biết tình trạng xe. Còn nó xe thì em bán là chuẩn chỉ không lỗi cho chị. 358 triệu cho mẫu xe này nhá. 358 cho chiếc i10 sedan 2018. 2018. Đó. Ok. Rồi, vậy thôi, cũng không còn nhiều mẫu xe đâu. Rồi, anh chị ơi, trên đây là những mẫu xe mới nhất vừa có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương mà Eman lựa chọn để gửi tất cả anh chị. Và anh chị quý hàng thân yêu quan tâm về bất cứ mẫu xe nào thì alo cho Eman hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương. Siêu thị ô tô Bình Dương không bán xe lỗi và giá là giá hợp lý, giá cạnh tranh. Anh chị quan tâm thì alo cho Eman anh chị nhá. Rồi, tất cả những cái xe mà em vừa quay thì chưa có làm đẹp, chưa xong xuôi gì hết. Nhưng mà nó là thật nhất, và cái gì thật nhất thì nó cũng sẽ đến gần với anh chị nhiều hơn. Một lần nữa cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào, gặp lại anh chị. Kính chúc tất cả anh chị thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào.